Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV. Kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất về những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Nóng. Mỹ tiếp tục giáng đòn cực đau vào Trung Quốc. Quan chức Mỹ tuyên bố có bằng chứng Covid-19 do dỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Vạch trần âm mưu bá chủ của Trung Quốc khi đẩy mạnh đóng tàu sân bay thế hệ mới và gia tăng huấn luyện quân sự. Máy bay không người lái Mỹ can quét biên giới trên không của Nga. Tổng thống Trump bác quyết định rút tàu sân bay khỏi Trung Đông. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Nóng, Mỹ tiếp tục giáng đòn cực đau vào Trung Quốc. Cổ phiếu của các nhà mạng lớn nhất Trung Quốc sẽ bị xóa khỏi sàn giao dịch chứng khoán New York. Mỹ loại trừ cổ phiếu di động Trung Quốc trên sàn chứng khoán. Giới truyền thông cho biết Sở giao dịch chứng khoán New York đã giáng một đòn mạnh vào các nhà khai thác di động lớn nhất ở Trung Quốc. Theo đó, một thủ tục đã được khởi xướng nhằm loại trừ cổ phiếu của China Telecom Corp, China Mobile, nhà khai thác lớn nhất và thứ tư trên thế giới về số lượng thuê bao cũng như China Unicom của Hồng Kông. Quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 1 này. Lý do được đưa ra là các nhà mạng di động không đủ điều kiện để lọt vào danh sách niêm yết. Được biết, Quốc hội Hoa Kỳ cần xem xét một dự luật mới. Theo đó, bất kỳ công ty nước ngoài nào, bao gồm cả Trung Quốc, đang xem xét việc niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ, phải cho phép Hoa Kỳ thực hiện kiểm toán độc lập trong vòng 3 năm. Kiểm toán sẽ phải chứng minh rằng chủ thể nộp đơn không chịu sự kiểm soát của chính phủ nước ngoài. Trong trường hợp từ chối, công ty hay tổ chức đó sẽ bị cấm niêm yết trên các sàn chứng khoán của Mỹ. Mặc dù giới truyền thông cho biết sự hiện diện của các nhà khai thác Trung Quốc ở Hoa Kỳ là rất ít, vì vậy quyết định này có vẻ mang tính tượng trưng, nhưng hãng tin Anh Reuters lưu ý rằng đây mới là sự khởi đầu. Tiếp theo quyết định này có thể sẽ là các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Trước đó, Washington đã mở rộng các hạn chế trừng phạt đối với tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, đưa thêm 38 công ty con của tập đoàn này vào danh sách đen. Phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc hợp tác với các cơ quan quân sự và tình báo của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời bày tỏ nghi ngờ rằng công ty này có thể theo dõi khách hàng của mình, còn công ty của Trung Quốc cho rằng tuyên bố của Mỹ có động cơ chính trị. Mỹ trừng phạt nhà sản xuất chất bán dẫn Trung Quốc từ cuối năm ngoái, Mỹ đã liên tục giáng đòn vào các công ty truyền thông, viễn thông và mạng xã hội lớn của Trung Quốc như Huawei, Biden, TikTok, Tencent, WeChat, cùng với đó là các công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhưng bị cáo buộc là do chính phủ Trung Quốc hay quân đội nước này kiểm soát. Vào hôm 17 tháng 12, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố áp đặt các hạn chế công nghệ mới đối với nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất Trung Quốc, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Hồi đầu tháng 12, thì Lầu Năm Góc cũng đã đưa ra các hạn chế tương tự đối với SMIC. SMIC được thành lập vào năm 2000, trụ sở chính tại Thượng Hải và có văn phòng đại diện tại Mỹ, Nhật Bản, Ý, Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. SMIC là một trong những công ty chủ chốt của nền kinh tế Trung Quốc, được Bắc Kinh coi là trụ cột cho sự phát triển của ngành công nghiệp ví điện tử nước này. Chương trình tương ứng của nhà nước được thiết kế cho đến năm 2025 nhằm tăng xuất khẩu của Trung Quốc cũng như đạt được an ninh công nghệ quốc gia. Ngoài ra thì SMIC đã được nêu tên trong số các nhà cung cấp thay thế cho nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc Huawei sau khi TSMC của Đài Loan từ chối hợp tác vì sợ Mỹ trừng phạt. Tài liệu nêu rõ, Mỹ không hài lòng với việc công ty SMIC liên kết chặt chẽ với ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cho biết trên trang web của mình rằng, Hoa Kỳ sẽ không cho phép công nghệ hiện đại của Mỹ giúp xây dựng lực lượng vũ trang của một đối thủ ngày càng hung hãn. Người đứng đầu Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross tuyên bố trên thông cáo báo chí. Việc SMIC bị đưa vào danh sách trừng phạt có nghĩa là các nhà cung cấp công nghệ Mỹ sẽ phải có được giấy phép đặc biệt để xuất khẩu hàng cho công ty này. Ngoài ra, việc cấp giấy phép cung cấp hàng hóa để sản xuất chất bán dẫn có độ dày từ 10 nanomet trở xuống sẽ bị từ chối theo mặc định. Mỹ giáng đòn vào các công ty liên kết với quân đội Trung Quốc. Hồi giữa tháng 11, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm các công dân và công ty Hoa Kỳ mua cổ phiếu trái phiếu và các loại chứng khoán khác của các công ty liên kết với quân đội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Sắc lệnh nêu rõ, Bắc Kinh đang khai thác ngày một nhiều hơn nguồn vốn của Mỹ. Các công ty liên kết với quân đội Trung Quốc đang thu thập nguồn tiền, bao gồm từ cả các nhà đầu tư Mỹ, cố gắng đưa cổ phiếu của họ tham gia vào quỹ đầu tư để tìm kiếm nguồn lực. Tài liệu của đầu lông năm gấp nêu rõ, sau đó nguồn quỹ này sẽ được chuyển về để phục vụ tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc, giúp phát triển và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang, tình báo và bộ máy các cơ quan đặc biệt của họ. Điều này giúp Trung Quốc có thể đe dọa trực tiếp lãnh thổ Hoa Kỳ và các lực lượng Hoa Kỳ ở nước ngoài, bao gồm việc phát triển vũ khí tiêu diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến, thực hiện những hành vi phá hoại trên không gian mạng để chống lại Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ. Trong số đó có hàng loạt công ty lớn của Trung Quốc lọt vào danh sách đen vì bị coi là có quan hệ với quân đội nước này, trong đó có cả tập đoàn dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC, nhà sản xuất chất bán dẫn SMIC. Công ty Công nghệ Xây dựng Trung Quốc China Construction Technology và Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế Trung Quốc China International Engineering Consulting, Bình đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, vân vân. Quan chức Mỹ tuyên bố có bằng chứng COVID-19 do gì từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Đài Fox News ngày 5 tháng 1 dẫn lời Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói rằng, ngày càng có nhiều bằng chứng củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 bị do dỉ từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Pottinger tuyên bố trong hội nghị trực tuyến gần đây với các nhà lập pháp Anh về Trung Quốc. Trong hội nghị trực tuyến, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Martel Pottinger khẳng định, các quan chức Trung Quốc đã bác bỏ giải thuyết cho rằng SARS-CoV-2 gây COVID-19 có nguồn gốc từ chợ hải sản Hoa Nam – ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cuối năm 2019. Ông Pottinger lưu ý, nhưng không nêu cụ thể bằng chứng. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng có một vụ do gì hoặc tai nạn trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là rất đáng tin cậy. Theo tờ The New York Times, ông Pottinger đã yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ tìm kiếm bằng chứng củng cố giả thuyết này ngay từ tháng 1 năm 2019. Đến nay, thì các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra nguồn gốc chính xác của SARS-CoV-2. Dù vậy, Tổng thống đưa ra giả thuyết SARS-CoV-2 bị do dỉ trong một tai nạn từ phòng thí nghiệm nằm gần với chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. Bình luận về tuyên bố của ông Pottinger, một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ Mỹ cho biết, nỗ lực xác định nguồn gốc virus là yếu tố chính trong kế hoạch của chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn đại dịch trong tương lai. Theo Fox News, Vị quan chức này lưu ý, chính phủ tổng thống Donald Trump vẫn giữ nguyên lập trường rằng Trung Quốc đã không chia sẻ thông tin đáng tin cậy về virus kể từ khi đại dịch bùng phát và Bắc Kinh tiến hành chiến dịch gieo rắc thông tin sai lệch về nguồn gốc của SARS-CoV-2. Hội nghị trực tuyến giữa ông Pottinger với các quan chức Anh được tổ chức vài ngày trước khi nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO dự kiến sẽ đến Vũ Hán để điều tra về nguồn gốc của SARS-CoV-2. Hồi tháng 12 năm 2020, hãng tin AP của Mỹ công bố, phóng sự điều tra cho thấy các nhà chức trách Trung Quốc đang kiểm soát chặt chẽ những nghiên cứu về nguồn gốc của đại dịch. Các quan chức của chính phủ Tổng thống Trump cũng đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin quan trọng về mức độ nghiêm trọng thật sự của COVID-19. Ông Trump năm ngoái tuyên bố, Mỹ cắt tài trợ và rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới WHO với cáo buộc tổ chức này là con rối của Trung Quốc. Vạch trần âm mưu bá chủ của Trung Quốc khi đẩy mạnh, đóng tàu sân bay thế hệ mới và gia tăng huấn luyện quân sự. Tờ South China Morning Post SCMP hôm ngày 5 tháng 1 dẫn hai nguồn tin quân sự tiết lộ. Công trình đóng chiếc Type 002 thứ hai, chiếc tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc sẽ bắt đầu sớm trong năm nay. Công trình đóng chiếc tàu này đã bị hoãn hồi năm ngoái do đại dịch COVID-19, suy giảm kinh tế và một số vấn đề kỹ thuật, theo nguồn tin chiếc Type 002 thứ nhất dự kiến sẽ được hạ thủy trong năm nay. Chiếc hàng không mẫu hạm này với lượng giãn nước khoảng 85.000 tấn được bắt đầu đóng trong năm 2015 và đây sẽ là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, theo sau hai tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Tàu sân bay Sơn Đông là hàng không mẫu hạm tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, có lượng giãn nước khoảng 65.000 tấn. Với chiếc mũi hách lên, Tàu Sơn Đông dựa theo nguyên mẫu của tàu Variat mà Trung Quốc đã mua lại của Ukraine vào năm 1998 và đổi tên thành Liêu Ninh. Cả hai chiếc tàu sân bay Type 002 sẽ chạy bằng năng lượng truyền thống, không phải điện hạt nhân, nhưng sử dụng hệ thống phóng máy bay điện tử tối tân của thế giới, tương tự hệ thống trang bị cho tàu sân bay Love Grenade Air Force của Mỹ. Hệ thống phóng mới cho phép phóng nhiều máy bay hơn trong thời gian ngắn hơn so với bệ phóng kiểu nhảy cầu của hai tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Trung Quốc có kế hoạch phát triển ít nhất 4 nhóm tác chiến tàu sân bay trước năm 2030. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự tiết lộ với SCMP rằng chương trình huấn luyện của Hải quân Trung Quốc vẫn còn tụt hậu và thủy thủ đoàn không được huấn luyện đầy đủ, có thể theo kịp tốc độ hạ thủy tàu. Nguồn tin cho hay, đó là lý do mà Hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết hồi năm ngoái. Các thông báo được đăng trên Cục Hải sự Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2020 cho thấy Trung Quốc tiến hành 4 cuộc tập trận cùng lúc ở Biển Đông, trong đó có 3 cuộc tập trận kéo dài 10 ngày đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Máy bay không người lái can quét biên giới trên không của Nga vào đêm ngày 31 tháng 12 đến ngày mùng 1 tháng 1, máy bay không người lái do thám RQ-4 Global Hub của Mỹ đã hai lần bay dọc trên biên giới phía Tây của Nga từ Ukraine đến các nước Parti và qua trở lại. Sau đó thì vòng quanh Crimea và bay đến vùng Sochi, sau đó nó quay trở lại căn cứ ở Sikli. Theo đánh giá, thì những người cử chiếc UAV trinh sát chiến lược đến sát biên giới trên không – Rõ ràng nhà mục đích muốn kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga trong đêm giao thừa theo cách này hoặc ít nhất là giữ họ trong tình trạng căng thẳng. Các thành viên NATO đang thăm dò đường hàng không của Nga nhiều lần. Họ đang cố lấy thông tin gì? Bình luận về diễn biến trên, chuyên gia quân sự Sergei Katilev từng phục vụ trong lực lượng phòng không của Moscow lưu ý rằng người Mỹ chủ yếu quan tâm đến chiến thuật tác chiến của phòng không Nga và tốc độ của các hoạt động. Do đó, về cơ bản, họ đã khiêu khích quân đội Nga sử dụng các tổ hợp phương tiện của mình, bao gồm cả S-400. Điều quan trọng đối với họ là tổ hợp phòng không trực tiếp, bắt và kèm theo mục tiêu. Họ muốn tìm hiểu xem điều này xảy ra ở khoảng cách nào, thực hiện hộ tống như thế nào và hoạt động gì, có bao nhiêu lực lượng và phương tiện tham gia. Ví dụ, có bao nhiêu trạm được đưa vào để theo dõi, hai hoặc một. Đương nhiên, các thành viên NATO cũng muốn biết vị trí chính xác của lực lượng phòng không và khí tài Nga đang làm nhiệm vụ. Chỉ những thông tin tình báo như vậy người Mỹ mới có thể nhận được thông qua các chuyến bay bằng máy bay không người lái. Chuyên gia lưu ý, hiện tại không có bình luận chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga, tuy nhiên các chuyên gia không thừa nhận rằng máy bay không người lái do thám đã có thể ẩn nấp khỏi radar của Nga. Chỉ là những chuyến bay như vậy đã trở nên khá thường xuyên và việc nhắc đến chúng lần nào cũng không có ý nghĩa gì. Tổng thống Trump bác quyết định rút tàu sân bay khỏi Trung Đông Thưa quý vị, thưa các bạn, thay vì tân lệnh trước đó của Lầu Năm Góc rút khỏi Trung Đông về căn cứ Hải quân Everett ở Washington, tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ vẫn duy trì hoạt động tại Vịnh Ba Tư. Dẫn bài viết đăng trên tạp chí Politico ngày 4 tháng 1, Đài Sputnik đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đảo ngược quyết định trước đó của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Mueller khi quan chức lâu năm góc này yêu cầu tàu sân bay USS Nimitz về nước như một tín hiệu nhằm giảm căng thẳng với Iran. Quyền bộ trưởng Mueller nhấn mạnh: "Vì những lời đe dọa gần đây của các nhà lãnh đạo Iran nhắm vào tổng thống Trump và các quan chức khác trong chính phủ Mỹ, tôi đã yêu cầu tàu sân bay USS Nimitz tiếp tục hiện diện tại khu vực tác chiến của Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ. Đừng có ai nghi ngờ vào quyết định của nước Mỹ." Động thái trên được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp Iran Ibrahim Rashi thông báo sẽ đưa những kẻ đứng sau vụ sát hại tướng cấp cao Soleimani ra trước công lý. Theo hình ảnh vệ tinh gần đây được công ty Planet Lab có trụ sở ở Mỹ công bố, tàu chiến lược của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đang hoạt động tích cực tại eo biển Ormuz, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The Jerusalem Post, hai cựu lãnh đạo tình báo Mossad và một cựu giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia cho rằng bất kỳ hành động trả thù nào của Tehran cũng không xảy ra trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden vào ngày 20 tháng 1. Shabtai Savit, cựu giám đốc Mossad nhấn mạnh, vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Moshe Fakhrizadeh hồi tháng 11 là đòn giáng kép vào hoạt động quân sự của Iran ở Trung Đông. Tướng Soleimani bị giết hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do tổng thống Trump ra lệnh vào ngày 3 tháng 1 năm 2020. Chính quyền tổng thống Trump tuyên bố họ có bằng chứng về việc tướng Soleimani lên kế hoạch tấn công các đại sứ quán Mỹ trong khu vực, nhưng không cung cấp bằng chứng đó công khai. Vài ngày sau, Iran trả đũa bằng các cuộc không kích nhắm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Cuộc tấn công không có người tử vong nhưng cũng khiến một số quân nhân Mỹ chấn thương nhẹ. Vào tháng 11 năm 2020, Hossein Dekhan, cựu bộ trưởng quốc phòng Iran, cố vấn của lãnh tụ tối cao Ayatollah al khamenei đã gọi vụ tấn công tên lửa trên chỉ là đòn dáng trả thù ban đầu. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h tv